Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Trinh Chặt Cuộc Sống Ở Đức. Rất lâu rồi thì Trinh không làm video chia sẻ với mọi người. Và hôm nay Trinh rất vui được gặp lại mọi người với một cái bàn đây là mặn luôn cả nhà ơi. Bây giờ đang là mùa mặn ở Đức á, cho nên là Trinh nhớ đến cái mùa mặn ở Hà Nội, ở Việt Nam. Mặn ở Đức á cả nhà thì có rất nhiều loại mặn, nhưng mà cái loại mặn này nó không phải là mặn cơm, mà bên trong á nó càng chín thì là cả nhà nhìn này. Đó, nó càng chín thì cái vỏ của nó càng màu thẫm. Đó, thì cái quả bên phải này là chín hơn này, quả bên này thì đang chín hương hương này cả nhà. Thì càng chín thì càng thẫm. Cái vỏ của nó càng thẫm và nó sẽ đen tuyền luôn cái cả nhà. Nó thành như là tím than luôn á. Thế nhưng mà hôm nay Trinh đi hái mặn á, thì là nếu mà để chín quá thì nó sẽ hơi nẫu ấy, và nó nhũn. Thì Trinh sẽ không làm được cái món ngày hôm nay mà Trinh dự định sẽ làm. Cho nên là Trinh hái hường hường như này thôi cả nhà. Đấy, Trinh rất là thích luôn. Và mặn này ăn rất là ngọt luôn cả nhà. Trinh sẽ cắt thử ra xem để cho mọi người thử xem là cái quả mặn này như thế nào nhá. Ví dụ như là một cái quả hường hường như này chẳng hạn, hoặc là một quả chín hơn. Đây, đây cũng là một cái quả hường hường thôi cả nhà. Đó, thì Trinh cắt thử ra nhá. Thì cái này á, cái mặn này thì mặc dù nếu như kể cả có chín đến mấy đi nữa thì bên trong ấy của nó cũng là màu vàng cả nhà. Vỏ của nó có thể là sẽ là tím than như thế này, hoặc là kể cả có thể đậm hơn nữa, đậm như thế này luôn cả nhà, đậm hơn như thế này luôn á. Đó, thế nhưng mà có chín đi nữa thì bên trong vỏ của nó cũng là vỏ màu tím, nhưng vỏ màu vàng, nhưng bên trong ruột cũng là màu vàng cả nhà. Nó như là ruột cái quả đào ấy. Nhắc đến cái là Trinh muốn tứa nước miếng ra luôn ấy. Trinh thử ăn thử nhá cả nhà nhá. Rất là thơm cả nhà, rất là mọng nước và thơm luôn. Ngon cực kỳ luôn cả nhà. Trinh thử ăn cái quả bé thôi. Khi mà mình ăn cái quả mặn này ấy, là mình cứ muốn ăn hoài cả nhà. Nhưng mà Trinh hái ấy, là Trinh rất thích hái và ăn thử, thích đến mức mà ăn quá nhiều trong một ngày. Thì nếu mà ông bà cô chú anh chị và các bạn nếu như ở Đức thì có biết là nếu như mà mặn mà mình ăn quá nhiều trong một ngày ấy, thì nó sẽ cũng không tốt đấy. Nó sẽ làm cái axit cái dạ dày của mình nó tăng lên và nó sẽ gây đau bụng. Cái quả chín ấy là vỏ nó đậm ấy. Càng chín thì quả nó càng mềm. Thì nếu như để quả chín ấy, thì nó sẽ ăn thì vừa, ăn rất là ngọt. Nhưng mà để lâu ấy, thì là sẽ không được. Đấy, mặn này thì có một cái đặc điểm nó rất là nhanh bị hỏng cả nhà. Và nhiều khi nó cũng thu hút ruồi muỗi ấy. Cho nên nhiều khi cây mặn, mọi người thấy là Trinh hái cái cây mặn ấy, nó chín sum suê luôn. Cho nên là nhiều như thế này thì mình không thể ăn cùng một lúc được. Mà nếu không ăn nhanh ấy, không ăn kịp ấy thì nó sẽ bị hỏng rất là phí. Cho nên Hà Nội hoặc là ở miền Bắc Việt Nam có quả mơ hoặc là quả mặn Hà Nội ấy. Thì Trinh nhớ là ngày nhỏ ấy, thì là nhà gia đình Trinh là đến mỗi khi đến mùa mặn thì thường là rất thích mặn Hà Nội luôn. Hoặc là cái mùa mơ thì mẹ Trinh hoặc là bà của Trinh hoặc cô của Trinh thì rất hay là ngâm gọi là ngâm mặn đường hoặc là mơ ngâm đường ấy cả nhà, để mà nó tiết ra cái nước cốt ấy, để mùa hè mình pha với đá mình uống rất là ngon và mát luôn cả nhà và thơm lắm. Cho nên hôm nay thì nhân tiện là Trinh đang là mùa mặn ở Đức, cho nên là Trinh muốn thử ngâm mặn đường, mặn Đức. Tất nhiên là nó không giống như là mặn Hà Nội, là mặn Hà Nội bên trong thì nó sẽ đỏ. Khi mà mình ngâm cái nước nó tiết ra cũng màu đỏ thì uống giống như siro rất là ngon luôn. Nhưng mà cái loại mặn này tiện là cây nhà lá vườn ấy, mà rất là ngon, mà là cây sạch ở nhà trồng của nhà bạn của Trinh ấy, cho nên đâm ra là rất là đảm bảo chất lượng luôn. Thì sau khi mà Trinh đây là những cái quả mặn mà rất là ngon cả nhà, rất là ngon, và Trinh đã rửa
Rất là cẩn thận luôn cả nhà, Trinh rửa rất là cẩn thận luôn cả nhà. Mặc dù là nhà trồng mà không hề phun thuốc ấy, nhưng mà Trinh cũng rửa cẩn thận, vì nhiều khi là những cái mặn này, sợ là nhiều khi cái côn trùng ấy nó làm tổ hoặc là nó đẻ trứng ở trên đây ấy, thì là mình cứ rửa khoảng 3 nước, 4 nước, sau đấy thì Trinh ngâm nước muối một lần thứ tư, đó là 15 phút nước muối nữa, sau đấy thì để khô. Để khô tự nhiên cũng được, còn nếu như là muốn nhanh ấy thì mình có thể lấy khăn bông lau đi hoặc khăn giấy lau đi chạm đi để cho nó thật là khô cả nhà. Khô ráo cái quả mặn như thế này ấy, thì sau đấy thì Trinh sẽ khứa cái quả mặn ra cả nhà. Trước khi ngâm á, là Trinh khứa cái quả mặn ra. Đây, Trinh đã khứa được một chậu này, hai này, ba đĩa, và cái đĩa này thì chưa khứa. Thì thường thì có tùy mỗi người, tùy vào cái thời gian mọi người có hay không ấy, nhưng mà Trinh thì khứa rất là nhanh như này thôi. Đây, Trinh khứa làm tư như thế này. Đấy, Trinh cứ khứa làm tư một quả mặn như này cả nhà. Đó, Trinh khứa một này. Đấy, nếu khi nó rơi ra như thế này rồi, khi mà nó chín ấy, nó rất là dễ tách ra như này cả nhà. Nếu mà tiện ấy thì mọi người cũng có thể là tách cái hạt ra luôn thì là tiện nhất. Thế rồi nó khi mà nó chín ấy thì nó rất dễ tách hạt cả nhà, nhưng mà khi quả mà nó chưa chín ấy thì là nó cũng khó, cho nên là mình tách được cả hạt ra thì càng tốt, còn nếu không mọi người bận rộn ấy thì không cần phải tách hạt ra cũng được, thì mình chỉ cần khứa rất là nhanh như thế này thôi cả nhà. Một này, hai này, hai đường như này thì đã được 4 viền rồi, và để ở đây rất là nhanh luôn. Sau khi mà rửa sạch, ngâm nước muối để ráo lau khô đi cả nhà, thì là Trinh đã khứa mỗi một quả mặn ra làm bốn 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 khía như vậy. Trinh chỉ cần đi một đường là được hết một quả mặn đó, thêm một đường thứ hai là được, thêm lần thứ tư đó là được khứa một quả mặn ra làm bốn rồi cả nhà. Để vì sao? Để vì là nếu mình để cả quả như giống như là ngâm mơ Hà Nội ấy thì cũng được, nhưng mà tuy nhiên là cái mình phải đợi lâu hơn cái thời gian để cho nó ngấm cái đường vào mặn ấy, và hoặc là vào mơ ấy, thì là mình sẽ phải chờ lâu hơn để mà thưởng thức. Muốn thưởng thức thì mình phải chờ lâu hơn. Nhưng mà nếu như mình khứa hoặc là khía cũng được, mặn ra như vậy ấy, hoặc là mơ ra ấy. Mơ thì Trinh nghĩ là cứ để nguyên cũng được, nhưng mà riêng quả mặn ấy mình khía ra ấy, thì là nó sẽ ngấm đường rất là nhanh và mình sẽ được nhanh thưởng thức hơn, chứ không đợi đến hẳn năm sau. Đấy, có thể là một tuần chẳng hạn, thế có thể một tuần 2 tuần là nó đã thấm cái nước đường vào bên trong rồi thì mình hoàn toàn có thể sử dụng được cả nhà. Đó, thì Trinh đã để tiết thời gian ấy là Trinh đã khứa đã hoặc là đã khía ra mặt để ra được thành ba cái đĩa rất là to rồi cả nhà, rất là to luôn. Khứa mất thời gian đấy cả nhà, thế là mọi người thì ngồi tách hạt này, có nhiều người thì khía ra từng cái gọi giống như bông hoa vậy đó, nhưng mà Trinh thì nghĩ là cái mặn ví dụ như những cái quả nó chín quá như này ấy, thì lại hơi mềm, cho nên Trinh sẽ không thích lắm để mà làm mà cái mặn mà ngâm đường đó. Thì ở đây Trinh vừa có những cái quả mặn chín, vừa có những cái quả mặn hường hường, để cho nếu như mà quả mặn chín ấy, thì cái nước của mình nó sẽ rất là ngọt, quả mặn mà nó hường nó hơi chua, nên Trinh kết hợp cả những cái quả mặn chín và những cái quả mặn hường hường vào để cho cái nước siro của mình sau này ấy, nó sẽ chua chua ngọt ngọt, nó ngọt nhiều hơn và nó hơi chua chua nữa thì nó sẽ không ngán và nó rất là ngon, nó tạo cái vị thanh mát rất là ngon để giải khát cả nhà. Thế nhắc đến là Trinh đã thèm rồi, nhắc đến là Trinh đã thèm rồi, và khứa mặn như này Trinh thèm ơi là thèm, nhưng mà Trinh cũng tự dằn là không dám ăn nhiều ấy, thì vì lần trước Trinh ăn nhiều quá, ngon quá mà ăn không có nghỉ được luôn ấy, thì là nó bị hơi cái vị chua của cái quả mặn ở trong ruột ấy, cho nên là nó sẽ làm cho mình bị đau bụng rồi nhỉ. Đó, cho nên là Trinh đã để tiết kiệm thời gian thì Trinh cũng đã khứa ra ba cái đĩa này. Trinh đã có hai cái hũ thủy tinh này. Đó, thì hũ thủy tinh này Trinh đã rửa rất là sạch cả các nắp và chai và cái lọ bên trong ấy, và sau đó thì đã dội nước sôi rất là vệ sinh, và đã làm nói chung là mình vệ sinh và tiệt trùng cái hai cái lọ này rồi, lau khô ráo để rất là sạch sẽ, ví dụ như là một cái bình như thế này rất là sạch sẽ luôn cả nhà. Rất là sạch sẽ. Thì ngoài để mà làm cái nguyên liệu làm mặn ngâm đường thì đơn giản là mình có bình thủy tinh. Ngâm bình thủy tinh là tốt nhất, tốt hơn là những cái bình khác, ví dụ như bằng nhựa, bằng mủ ấy, thì tuy nhiên là nó, tại vì cái mặn nó chua thì nó sẽ tiếp xúc với cái nhựa thì nó sẽ không tốt được bằng là cái bình thủy tinh. Nên mình ngâm bất kỳ một cái gì mà mình ngâm bằng thủy tinh đều tốt nhất. Mình sử dụng những cái hũ thủy tinh sẽ là rất tốt cả nhà. Hết. Sau đấy thì cái thứ hai đó là Trinh có đường cả nhà. Mọi người có thể dùng đường phèn.
hoặc là dùng đường cát bình thường như thế này thôi cả nhà, hoặc là xin có loại đường vàng đó là đường mía như này, tùy mọi người ở nhà có cái gì thì mình dùng sử dụng cái đấy, thì tỷ lệ như thế này là phù hợp, tùy vào cái khẩu vị của mỗi người thích uống chua ngọt như thế nào. Nhưng mà cái mức trung bình chung ấy đó là 1 cân mặn thì là, hoặc là 1 cân mơ Hà Nội cũng vậy, thì mình sẽ sử dụng 1/2 cân đường, cứ như thế đổ sao đầy 2 cái bình mặn này được rồi. Còn để đến đâu nếu như nó thừa ấy, thì mình để ăn cũng không sao cả nhà. Đó thì Trinh đã, đây là mặn Trinh đã rửa khía lần tư rồi cả nhà, có những cái cũng tách vỏ nữa có những cái thì tách tách hạt ra rồi cả nhà. Đấy, nó ruột ở bên trong y như là ruột quả đào, rất là ngon luôn. Lớp mặn như này đấy, một lớp mặn thì là một tương đương với một lớp đường, ví dụ như thế. Thế Trinh để đó, Trinh lại cho mặn lên, cứ cho một lớp mặn thì mình lại cho một lớp đường. Khẩu vị của nhà mình ấy. Thế nhưng mà nếu như mình cho ít đường quá thì cái mặn này nó sẽ rất là dễ lên men và nó giống như là rượu mặn ấy. Nếu mà cho nhiều đường quá thì khi mình uống nó cũng bị ngọt quá cả nhà. Đó, nó sẽ bị quá ngọt. 3 cân đi cả nhà. Đó. Thế chị đổ, cố gắng đường nó đều các góc ấy. Đó, 3 cân thì phải là 1,5 cân đường. Trên Trinh cứ gọi là mình áng chừng ấy, là cứ bỏ một lớp mặn là một lớp đường ấy. Đó. Sau đấy thì mình cho một ít gọi là mình sẽ cho một ít muối vào cả nhà. Cho một ít muối vào để làm gì? Để cho cái mặn này của mình nó sẽ không có bọt đấy, nó sẽ không nổi bọt lên. Đó. Đó, nó cũng làm cho cái nước sau này của mình ấy, mình cứ cho, mình cho này thì khoảng mình cho một thìa xíu, là 2 thìa bé xíu như này thì nó cũng chưa phải là một, khoảng 1 thìa. Đó, mình tán đều ra. Sau đấy thì Trinh đậy, đậy vào cả nhà. Đây, cái này, cái nắp này nó có cái gioăng bằng cao su ấy, rất là kín luôn đấy, rất là chặt đây, rất là chặt luôn. Mình sẽ ấn xuống và nó có cái chốt như này, thế là xong cả nhà. Mình sẽ để ở trong bếp cả nhà, trong bếp là nó có cái nhiệt độ vừa phải lạnh đó, và cũng không có, nó cũng không có ánh nắng chiếu trực tiếp ấy, nên là Trinh nghĩ là cũng rất là tốt. Trinh tiếp tục làm cái sang cái lọ thứ hai này của Trinh. Lọ này thì Trinh cũng sẽ bắt đầu cho mặn vào nhá. Ôi thích lắm, mặn rất là thơm luôn. Đấy, nó giúp cái nước sau này của mình, cái nước siêu nó thanh mát, còn kể cả không thì mình dùng lòng trắng như nào thì đang dùng được không sao đấy. Đó. A few moments later. Đấy, không bị ít đường rồi. Này là ngon lắm rồi nhỉ, không có bị ít đường đâu. Sau này là nó sẽ chảy, nó sẽ tụt xuống nữa. Càng ngày là nó càng sẽ, nó sẽ teo, cái quả mặn nó sẽ teo bớt đi, nó ra nước ấy, thì sau đấy thì cái đường nó làm quả mặn nó teo đi và nó ra cái nước đường ấy, đó, cái nước cốt ấy, và nó sẽ tụt xuống nữa và không không có lo, không có lo là bị ít đường đâu. Đó, sau đó thì Trinh sẽ cho cái nắp này vào. Còn kể cả xíu nữa để mà, thật là cẩn thận ấy, thì Trinh sẽ trùm một cái bịch ly lông lên trên đây, sau đó thì mình buộc chặt vào nữa. Đó. Đây cả nhà ơi, thế là Trinh đã ngâm được 2 bình 2 bình mặn rồi cả nhà. Rất là thích luôn. Và Trinh vẫn còn dư ở đây, thì xíu nữa Trinh sẽ kiếm thêm những cái lọ để mà Trinh làm thêm nữa. Rất là thích luôn cả nhà. Trinh hy vọng là sẽ được sớm thưởng thức cái nước mặn ngâm đường này rất là ngon đây, tại vì mình đã khía mặn ra rồi. Hoặc là ngoài cái mặn này ấy, thì làm mặn ngâm đường thì mọi người có thể làm mặn khía này, làm ô mai mặn này, mình khía mặn ra sau đấy thì mình cũng gọi là mình nhào với đường ấy, hoặc là mình nhào với đường, mình đổ đường vào và sau đấy mình cho lên bếp mình nhào với đường thì cũng là ra ô mai mặn, cho gừng vào rất là ngon luôn cả nhà.
Trinh cảm ơn mọi người đã cùng làm món mặn ngâm đường cùng với Trinh nhé. Hy vọng là sẽ sớm được thưởng thức cái nước mặn ngâm đường này rất là ngon và tốt cho sức khỏe đây. Trinh cảm ơn mọi người đã xem video đến đây nhé. Mọi người nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký để nhận được những thông báo sớm nhất khi Trinh ra video hay hơn, hấp dẫn hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.